Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Mắng Hôm. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một ngôi nhà một tầng mái Nhật được thiết kế thi công trần gói cho anh Tuyến, địa điểm là tại Thái Nguyên. Đây là ngôi nhà mà Mắng Hôm cùng anh Tuyến đã đang trong quá trình thiết kế. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn xem qua mẫu nhà này. Thì tất cả các hồ sơ của Mắng Hôm, tất cả các cái hồ sơ thiết kế thì các bạn đã xem qua, luôn luôn có một từ đấy chính là đẳng cấp và khác biệt so với tất cả các đơn vị còn lại. Thứ hai là Mắng Hôm đang là đơn vị duy nhất có thể bao thầu chọn gói trên toàn quốc. Các bạn hình dung là với cái hệ thống chi nhánh chúng tôi trên khắp các tỉnh thành tại cả nước, thế nên là bất kỳ công trình ở đâu các bạn chỉ cần gọi tới hai số hotline chúng tôi là chúng tôi có thể thi công chọn gói hay là thiết kế cho quý vị các bạn được. Thì trước khi đi vào trong cái thiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu ông Tuấn đến từ Mắng Hôm. Mắng Hôm là một trong những đơn vị thiết kế thi công hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện tại Mắng Hôm đã có mặt tại Hà Nội, tại Sài Gòn, tại Thanh Hóa, tại Thái Nguyên, tại Thái Bình, gần đây nhất chúng tôi vừa khai trương tại Yên Bái và Viên Chăn, Mộ Lào. Các bạn có nhu cầu thiết kế thi công chọn gói, các bạn liên hệ qua hai số hotline là 0964458888 hoặc là 0828133333. Đây là hai số tôi có Zalo, có thể tư vấn cho quý vị các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy là chủ nhật. Các bạn chỉ cần gọi đến là sẽ có người tư vấn cho quý vị các bạn ngay ạ. Ngoài ra các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận được các thông báo, các cái dự toán hay là các cái mẫu thiết kế mới nhất mà chúng tôi up lên. Ở trong này thì các bạn xem qua thì các bạn sẽ thấy được các thiết kế của chúng tôi đều chung một cái nhận định là nó hoàn toàn đẳng cấp. Các bạn có thể xem lại video qua website là mackhomeven.vn. Ở trên này Mackhome đang có rất nhiều chương trình, ví dụ như chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng khi mà làm thi công chọn gói. Thì cái chương trình này thì chỉ một mình Mackhome mới có đầy đủ năng lực để mà làm được cái việc này thôi. Hiện tại Mackhome đang liên kết với lại ngân hàng Agribank và Techcombank. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng vay vốn được với cái tổng mức là 75% giá trị hợp đồng thi công chọn gói với cái mức lãi suất mà ngân hàng nhà nước quy định. Ngoài ra thì Mackhome đang áp dụng thêm cái chương trình như thế là ký hợp đồng trước thì các bạn sẽ được chiết khấu một phần. Nó chỉ vài chục triệu tới 100 triệu nhưng mà nó cũng là một cái con số khá là lớn để ông ta có thể đầu tư vào cái phần nội thất ở bên trong ngôi nhà. Nhiều người thường hỏi thế thì vì sao lại có cái chương trình này, bởi vì là khi các bạn mà đặt trước thì chúng tôi sẽ đặt khi mà vật liệu nó xuống thấp. Nếu như người nào mà đã làm nhà rồi thì người ta sẽ hiểu ngay vấn đề. Bởi vì là giá vật liệu nó luôn biến động, đặc biệt là nó có những cái chu kỳ nó tăng rất là cao. Thế nên là khi nào mà vật liệu xuống thì các bạn nên đặt trước thì bao giờ giá chúng ta cũng được cái ưu đãi tốt nhất. Quay trở lại mẫu nhà hôm nay thì các bạn thấy đây là một ngôi nhà mái Nhật. Thì trước khi vào trong phân tích một công trình thì các bạn phải biết là nó nằm ở phong cách gì. Thì thường đối với lại các ngôi nhà vườn thì nó chỉ có 3 cái phong cách chủ đạo. Thứ nhất là cái phần mái Nhật, đây như các bạn đang xem là chúng ta đổ mái bằng, sau đấy chúng ta đổ cái phần đua ra bên ngoài. Đấy, đua ra bên ngoài thì cái kích thước của nó rơi vào tầm cỡ 50 đến 80 phân, phụ thuộc vào cái chiều rộng của công trình là bé hay là lớn. Các bạn để ý là như vậy. Thứ hai là cái phong cách về mái thái. Mái thái thì các bạn thấy được luôn cái đặc điểm của nó là có cái phần xây thu hồi. Đấy, khi mà đổ mái bằng xong chúng ta sẽ xây thu hồi hai cái bức hai bên. Có thể là trước hoặc sau, hoặc là có thể là bên trái và bên phải. Đấy là cái dễ nhận biết nhất. Và cái thứ ba là mái bằng. Đấy, mái bằng cũng rất nhiều người ta làm bởi vì là chi phí nó thấp. Chúng ta chỉ việc đổ bê tông mái bằng, vậy là xong. Không phải lo đến việc mái ngói hay là không phải lo đến vì kèo. Đấy, không phải lo đến các cái vấn đề phụ ở trên cái phần mái này. Thì trong công trình này thì chúng ta để ý vấn đề đầu tiên, nó chính là phần mái Nhật. Một công trình mang đặc điểm rõ rệt là phần mái Nhật. Cái thứ hai các bạn cần xác định là cái tông màu. Trong một công trình nó luôn phân biệt rõ 3 cái tông màu chủ đạo. Các bạn đừng nên nhầm lẫn nhé. 3 tông màu chủ đạo. Thứ nhất là cái tông màu lạnh hay còn gọi là gam màu lạnh. Như thế công trình này các bạn nhìn qua thì nếu bạn nào thường xem video của tôi thì các bạn sẽ có rất nhiều cái kiến thức để các bạn phân biệt các phong cách hay là cái gam màu. Ví dụ như đơn thuần trong ngôi nhà này chúng ta nhận biết được là nó thuộc gam màu lạnh. Bởi vì sao? Bởi vì nó nổi trội là màu trắng kết hợp với lại màu xanh. Cái bản thân của màu xanh này nó thuộc cái gam màu lạnh các bạn nhé. Nên là toàn bộ bố cục công trình của chúng ta nó sẽ được thiết kế và được phối màu theo cái tông màu lạnh. Thứ hai là cái tông màu nóng thì nó sẽ bao gồm là cái màu đỏ, màu cam, màu vàng, gọi là những cái màu rực rỡ hơn.
Còn thứ ba là cái gam màu trung tính, hay gọi là tông màu trung tính, thì chỉ bao gồm trắng và đen thôi. Thì cái màu trung tính hay còn gọi là cái màu mà nó có thể kết hợp với nóng hoặc có thể kết hợp với lạnh đều không bị vấn đề gì, đều không không phải gặp phải vấn đề gì. Còn nếu như các bạn phối màu một gam nóng mà đi với gam lạnh thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nhức mắt ngay, hay là nó sẽ bị chối mắt nếu như chúng ta có chuyên môn. Đấy là phương án thứ hai. Và cái thứ ba, khi mà làm thiết kế thì các bạn phải biết là cái bố cục màu, không những là đúng về tông màu rồi mà nó còn liên quan đến cái bố cục màu sắc trong một công trình. Và bất kỳ cái góc nào nó cũng có một cái bố cục như vậy. Ví dụ như thiết kế xong công trình này, các bạn đứng góc này, các bạn cũng nhìn giống như thể góc này đang nhìn, hay là giống như thể góc kia đang nhìn. Tức là xung quanh công trình nó đều theo một bố cục nhất định. Thì cái bố cục màu này nó phân bổ như sau: 60 đến 70% là tông màu chủ đạo, như ngôi nhà này là cái gam màu trắng, trắng sữa đây. Gọi là gam màu chủ đạo, nó là chiếm cái tỷ lệ phần trăm màu lớn nhất trong bố cục của một công trình. Cái thứ hai là cái gam màu phụ đạo. Như chúng ta nhìn đây chính là cái phần mái, người ta gọi đây gam màu phụ đạo, nó chỉ chiếm từ 25 đến 30% thôi. Gọi là gam màu phụ các bạn nhé. Nó chính là gam màu bổ trợ cho gam màu chính. Gọi là gam màu phụ đạo. Và cái thứ ba gọi là cái gam màu điểm nhấn. Đấy, nó chỉ chiếm từ 5 đến 10%. Ví dụ như trong công trình này chúng ta thường thấy những cái phần cửa hay là cây hay là đèn. Đấy, nó gọi là cái gam màu điểm nhấn. Thì các bạn chỉ cần nắm được cho tôi ba cái vấn đề chính thôi: phong cách thiết kế, tông màu chủ đạo và cái bố cục về màu sắc, là các bạn hoàn toàn có thể thiết kế một công trình nó chính xác và nó đẹp, đặc biệt là nó không bị lỗi thời. Đấy, ngôi nhà này thì được thiết kế với cái phần là 5 cấp. Thì đúng rồi, như các công trình nhà vườn, nhà mái Thái hay là mái Nhật thì tôi thường tư vấn chủ nhà là nên làm cao một chút cái phần đế, bởi vì là nó phải có sự tương quan tỷ lệ giữa phần đế, phần thân và phần mái. Các bạn để ý là như vậy, nó phải có sự tương quan về tỷ lệ. Như ngôi nhà này làm ngũ cấp thì các bạn thấy công trình bao giờ nó cũng cao hơn, nó đồ sộ hơn và nó cân xứng hơn. Còn khi chúng ta làm tam cấp hay là làm một cấp thì các bạn sẽ thấy cái phần đế chúng ta rất là thấp, và thường xuyên là ví dụ như nước không may mùa lũ lụt nó có thể tràn vào nhà và gây hỏng hóc hết đồ. Đấy là một phần. Còn phần thứ hai là nó phi tỷ lệ về cái hình khối, bởi vì phần thân chúng ta bao giờ nó cũng rất là cao, và đặc biệt là phần đế nữa, nó rất là cao nếu như phần đế phải mái Thái. Ở công trình này chúng tôi sử dụng sơn chủ đạo là sơn Dulux hoặc sơn Zutun. Cái phần cửa chính và phần cửa đi sử dụng là cửa gỗ lim Nam Phi, có kết hợp với pano kính an toàn hai lớp 6 ly 38 hoặc là 8 ly 38. Thế vì sao chúng ta lại có hai cái kích thước 6 ly 38 và 8 ly 38? Thì các bạn để ý là 8 ly thì bao giờ nó cũng dày hơn 6 ly, hay là 10 ly và 12 ly. Thì đối với lại loại kính 10 ly và 12 ly đấy là loại kính cường lực. Cường lực thì nó được tôi theo tấm khuôn luôn và nó được chết. Còn lại thì với kính an toàn hai lớp thì chúng ta có thể cắt được, hay là khi chúng ta đập vỡ nó có một cái lớp keo ở giữa. Đấy là cái cách chúng ta phân biệt. Còn lại cường lực khi mà vỡ nó sẽ vỡ vụn như những viên ngô ấy, hay là những viên sỏi, chúng ta cùng xem. Ngôi nhà này thì đặc biệt với một cái là gì? Cái tông màu nó khá nhã nhặn nhưng mà nó luôn bền vững theo thời gian. Nếu như các bạn đã thiết kế công trình này thì có thể 10 năm sau hay là 20 năm sau các bạn cũng không lo nó lỗi thời. Bởi vì nó thiết kế đúng theo nguyên tắc và đúng theo màu sắc, thì kể cả tầm 20 30 năm nó vẫn không lỗi thời. Thế nên là các bạn thường hay xem những tòa lâu đài đấy, người ta tồn tại hàng trăm năm. Vì sao để đến bây giờ nó vẫn đẹp đến như vậy? Bởi vì người ta đã có những nguyên tắc thiết kế mà người ta áp dụng nó đúng. Thì bao nhiêu lâu thì nguyên tắc chúng ta đã biết rồi, cái nguyên tắc là cái bất di bất dịch. Đấy, nó không thay đổi. Đấy, nó sẽ thay đổi một số cái phong cách về nội thất, một số những cái về thiết bị thôi. Còn lại về những cái nguyên tắc thiết kế thì nó không thay đổi theo thời gian. Toàn bộ cái phần hiên sảnh chính và sảnh phụ chúng tôi ốp đá granite, đá này là đá đen kim sa hoặc là đá đen xà cừ. Toàn bộ cái phần thảm sử dụng là thảm đỏ, có cái phần bo chỉ trắng ở đây. Thì nó rất là đẹp. Còn lại hành lang tôi sử dụng là con tiện bê tông. Về thi công hành lang thì các bạn biết rồi, có rất nhiều những cái cách chúng ta thi công cái phần hành lang, như thể là cầu thang kính, cả cầu thang sắt, cầu thang nhôm đúc, và cuối cùng là cái cầu thang con tiện bê tông. Đơn giá thì đơn giá về con tiện bê tông là rẻ nhất rồi. Tuy nhiên là nó là cái phong cách về cổ xưa. Bây giờ người ta làm kính nhiều hơn. Kính nhiều hơn. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các bạn đi sâu vào trong mặt bằng để các bạn dễ hình dung nào. Thì trong mặt bằng này chúng ta có ba cái lối tiếp cận vào nhà, gọi là ba cái sảnh, trong đấy có sảnh chính và hai sảnh phụ. Đây, từ sảnh chính đi lên này, chúng ta sẽ vào trong phòng khách. Đấy, phòng khách và có phòng thờ.
Đấy, phòng khách vừa kết hợp phòng thờ. Ngăn cách giữa phòng khách và phòng thờ là một cái bức lam, đây gọi là lam ngăn cách. Ở phía dưới nó có cái kệ tivi. Ở hai bên trái và bên phải chúng ta có hai phòng ngủ. Tiếp theo đấy chúng ta có tiếp hai phòng ngủ tiếp theo. Đấy, gọi là bốn phòng. Đấy, bốn phòng. Và phía sau cùng chúng ta là có khu vực bếp tách riêng biệt. Đấy, như thế là công trình này chúng ta đóng cửa lại là chúng ta có thể nấu nướng dưới đây mà không lo mùi nó bay lên trên. Công trình này thì với một nhà vệ sinh thôi, bởi vì là gia đình anh Tuyến có thêm một nhà vệ sinh phụ ở bên ngoài và có thêm một khu công trình phụ. Còn nếu như các bạn mà không có công trình phụ thì các bạn lưu ý với tôi là nguyên tắc bố trí nhà vệ sinh nó phụ thuộc vào phòng ngủ. Ví dụ như với hai phòng ngủ thì các bạn phải cần tối thiểu một nhà vệ sinh. Còn đây là bốn phòng thì các bạn phải cần tối thiểu ba nhà vệ sinh. Đấy, bởi vì nó liên quan đến cái số lượng người sử dụng. Ví dụ như thể là bốn phòng mà chúng ta chỉ có bố trí một nhà vệ sinh như thế này là chúng ta hoàn toàn về sai về cái bố trí công năng. Bởi vì chúng ta thấy là số lượng người ít nhất là mỗi phòng một người. Đấy, thế nên là khi mà sử dụng thì gần như ba người còn lại là phải chờ. Đấy, nên là ta để ý là cái việc bố trí về nhà vệ sinh nó vội phụ thuộc vào số phòng ngủ trong công trình của mình. Với hai cái lối sảnh phụ còn lại thì các bạn thấy xung quanh ngôi nhà này chúng ta có phần hành lang rộng 1 mét vuông. Cái phần hành lang này nó rất là đẹp, nó tạo nên cái điểm nhấn ở công trình. Đây các bạn thấy đây. Đấy, tạo nên cái phần điểm nhấn công trình. Và cái phần sơn chúng ta là sơn giả vân đá các bạn nhé. Đây là gọi là sơn giả vân đá. Nó khác so với lại ốp đá. Ốp đá thì chi phí rất là cao. Tuy nhiên là sơn giả vân đá thì chi phí nó lại thấp. Thì trong cái mặt bằng bố trí đó các bạn lưu ý cho tôi là các bạn nên đặt cái la bàn phong thủy để chúng ta biết được cái hướng nào là cái cung đẹp và cái hướng nào nó là cái cung xấu. Thì với cái cung đỏ cung đẹp ấy, thì các bạn nên bài trí nó là phòng thờ, phòng khách hay là phòng ngủ. Còn lại đối với những cái cung xấu đó các bạn nên làm nó là hành lang, là nhà vệ sinh, là cầu thang. Đấy, thì các bạn để ý là như vậy. Nó khác nhau. Còn cái thứ hai nữa là về cái kích thước chi tiết thì các bạn nên search cho tôi qua cái gọi là cái thước lộ ban. Trong thước lộ ban này các bạn chỉ cần cứ lên Google các bạn gõ thước lộ ban này nó cũng ra. Thời đại công nghệ số rồi, chúng ta không cần phải qua kiểm tra sách vở làm gì, chúng ta cũng không cần phải thuê thầy thuê thợ làm gì. Các bạn chỉ cần tự tra cứu ở trên Google, các bạn nhập kích thước vào, ví dụ như 1520, ví dụ là 1520, tôi thử nhập ở đây nhé, 1520. Như vậy là nếu mà nó đi vào trong cái phần kích thước cung số đỏ này, tức là cái cung đẹp, tức là cái kích thước của chúng ta nó là chuẩn chỉ rồi. Và các bạn lưu ý là cái kích thước này gọi là kích thước lọt sáng hay còn gọi là kích thước ở bên trong, chứ nó không phải là kích thước phủ bì bên ngoài. Đấy, thì trong cái thang đầu đây nó gọi là cái thước lỗ ban 52.2 để chuyên dùng cho đo cửa. Đấy, vấn đề thứ hai là cái thước dương trạch để chuyên dùng cho đo bếp bệ bậc. Và thứ ba là chúng ta có thước về âm phần là chuyên đo về tủ thờ và ban thờ. Đấy, nó có phân biệt cái sự khác nhau và chúng ta chỉ việc nhập cái kích thước vào đây thôi, nó rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Đó. Thì về cái quy trình làm việc ấy, bình thường thì khi mà Mắc Home làm thì đầu tiên chúng tôi sẽ về đo đạc khảo sát ngôi nhà của mình. Đơn giản, rất nhiều người thường hay gọi đến chúng tôi, thường hay hỏi đến một câu là anh ơi ngôi nhà này giá bao nhiêu. Thì thực sự mà nếu mà nói giá luôn ấy, thì nó sẽ không chính xác. Về cái quy trình cụ thể thì các bạn hình dung như sau: khi mà các bạn có nhu cầu thiết kế hoặc thi công trọn gói thì chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị nên lựa chọn mẫu nào, tầm tiền nào. Sau đấy chúng tôi sẽ về trực tiếp khu đất hay là về trực tiếp nhà của mình đo đạc khảo sát và ký hợp đồng thiết kế. Chi phí thiết kế của chúng tôi đang niêm yết trên toàn hệ thống là 145.000 trên 1 mét vuông. Nếu như chủ nhà thi công trọn gói bên Mắc Home thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ phần chi phí đặt cọc, xem như nhà mình được miễn phí thiết kế và không mất chi phí thiết kế các bạn nhé. Còn nếu như nhà mình tự thi công thì các bạn sẽ thanh toán chi phí thiết kế với mức giá là 145.000 trên 1 mét vuông. Nó rất là rõ ràng. Còn khi mà các bạn vào thi công trọn gói thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì tất cả các vật liệu chúng tôi đều đưa trình mẫu hay là đều hướng dẫn cho khách hàng lựa chọn mẫu mã vật liệu và khi thi công nó cũng chính xác như vậy. Thời đại bây giờ chúng ta không thể làm tráo vật liệu như thể là các công trình nhà nước được, bởi vì các cái vật liệu trước khi đưa về công trình đều có người nhà hay đều có chủ nhà đứng ra ký nhận. Thì các bạn có thể yên tâm là gì, cái vật liệu đưa vào trong công trình của mình chúng ta nắm rõ hoàn toàn nó là chính hãng hay không chính hãng. Cái thứ hai nữa là gì, khi mà làm trọn gói thì các bạn được hỗ trợ về kỹ thuật, các cái giám sát các kỹ thuật của Mắc Home rất là nhiều, và các bạn sẽ được làm trong một cái dây chuyền chuyên nghiệp với các cái máy móc hiện đại, với các cái kỹ sư và kiến trúc sư hàng đầu Việt Nam.
À, cái xu hướng thi công trọn gói thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng nó sẽ là xu hướng tất yếu của thời đại. À, bởi vì nếu như các bạn nào ở Hà Nội hay ở Sài Gòn thì các bạn thường thấy là gì? Chủ nhà đã 100% người ta thuê trọn gói rồi, người ta không còn những theo những cái lối mòn ngày xưa là gì? Là gọi thợ trông coi vật liệu hay là nấu nướng cho thợ từng ngày. Cái vấn đề đấy là không còn tại các thành phố lớn, còn tại các thành phố nhỏ hiện tại đang xuất hiện cái nhu cầu thi công trọn gói, và nó sẽ là một cái nhu cầu tất yếu của xã hội. Bởi vì khi xã hội phát triển rồi thì chúng ta không còn những cái vấn đề là chúng ta tự trông vật liệu hay là chúng ta tự gọi thợ, bởi vì chúng ta tự làm không bao giờ tốt bằng những công ty người ta làm trọn gói. Ví dụ như cưới xin cũng vậy, bây giờ có những nơi người ta thường hay tổ chức trọn gói từ ăn uống tới rạp cưới tới dọn dẹp, và nó gói gọn và nó rất là chuyên nghiệp, nó sạch sẽ, chuyên nghiệp và nó hiện đại, không như ngày xưa là chúng ta tự mang bát đũa ra, chúng ta tự làm rạp rồi chúng ta tự nấu nướng. Nó trở thành một cái vòng luẩn quẩn mà nó không có cái gì đấy gọi là cái thời đại mới cả. Ở video ngày hôm nay thì tôi xin dừng lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh ngày một phát triển hơn, và các bạn sẽ nhận được các video mới của chúng tôi hàng ngày. Nếu bạn nào có nhu cầu chọn gói thì các bạn liên hệ qua hai số hotline là 0964458858 hoặc là 0828133333. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.